đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoàng Oanh chính thức kết hôn với bạn trai Tây sau khi chia tay Huỳnh Anh. Cách đây ít phút trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Ái Phương vừa chia sẻ dòng trạng thái về đám cưới của cô bạn thân, khiến hâm mộ ngạc nhiên. Cụ thể cô viết, trời ơi, không lẽ tao dành cả thanh xuân để đi ăn đám cưới là thật sao? Hoàng Anh, tao vừa mới đi đám cưới về thôi mà. Tấm thiệp mời và ngày giờ cụ thể vừa được gửi đến tay Ái Phương. Theo đó, nữ MC sẽ chính thức tổ chức đám cưới với người yêu sau khoảng 2 năm hẹn hò. Cả hai sẽ về chung mái nhà vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 sắp tới. Thông tin này đã làm khán giả đứng ngồi không yên. Bởi lẽ bấy lâu nay, Hoàng Anh chưa chia sẻ bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến chuyện sẽ lập gia đình. Và những ngày cuối tháng 10 vừa qua, người đẹp lần đầu tiên ra mắt người yêu ngoại quốc với khán giả. Dù cô từng chia sẻ việc mình hẹn hò, nhưng mãi đến thời gian gần đây, Hoàng Anh mới đăng tải ảnh thân mật với bạn trai. Nữ diễn viên kể, thời gian trôi qua quá nhanh. Hồi 2017 gặp ổng, mình còn enjoy single life và không muốn bắt đầu một tình yêu mới. Cuối cùng bắt ổng đợi một năm trời, vậy mà ổng vẫn quẩn quanh ở đó dù xa xôi cách trở. Nhờ vậy mà mình gặp được người đàn ông kiên nhẫn nhất thế giới. Dù mình có nổi nóng bao nhiêu, có nhạy cảm bao nhiêu lần, rồi về ổng vẫn y chang như vậy. Lạnh lùng, lý trí, quyết tâm, độc lập, bình tĩnh và bình đẳng. Đúng kiểu người Mỹ trầm lặng. Bây giờ thì lúc nào về cũng đòi ăn cơm với bà má. Ăn thì ngồi dưới đất, gác chân đông chân, rửa chén phụ mình. Nằm sàn nhà coi phim với bố, học đánh đàn với em tí và tập nói tiếng Việt với bà má. Kêu bố mình là ba ba chú mà dám kêu mẹ mình bằng tên Sương ơi. Không ngày nào hết buồn cười với cái ông này, nhưng đó cũng là cái mình thương nhất. Ủng hộ mọi mong ước của mình dù có lúc đó không hề là điều ông thích. Mà ông cũng không bao giờ chiều mình kiểu em thích thì anh thích. Anh không thích nhưng nói cho anh biết vì sao điều đó thực sự cần và tốt cho em. Anh sẵn sàng ủng hộ. Ông nhiều tật xấu, nhưng ông luôn làm mình thấy an toàn và yên lòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.